chiếc Aurora NGX, NG Aurora. Bản này là bản NG Pro Limited này, anh em nhìn nhá. Đây này. Nhìn chữ NG Pro Limited Edition nhá. Và đây là cái phuộc treo 2 điểm. Phuộc treo 2 điểm này là nó đi mà nó rất là êm nhá. Và đây là cái gác ba ga này. Gác ba ga trọng tải của cả xe nó là 200 kg. Anh em nào mà cân nặng trên 80 thì chơi con này đi quá êm luôn. Động cơ 1000W. Động cơ 1000W nó rất là khỏe. Shimano Atos 8 lít, 8 tầng lít này. Đấy. Xích màu trắng, xích này xích khô nhá, không phải xích lin đâu. Con Angui này nó làm chất lượng lắm. Yên thì yên bằng béo bằng da này, bọc da nhá. Gấp gọn được này. Gấp gọn bỏ cốp ô tô được này. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Và chiếc xe này này, phuộc trước phuộc sau rất là ngon lành. Phiên bản này là phiên bản limited. Đấy, mình quay tổng thể nhá cho anh em nhìn nhá. Còn đây này. Đây là cái màn hình nhá. Màn hình con này chỉ cần che như này thôi thì đèn nó sẽ sáng này. Che lại là đèn nó sáng nhá. Đấy, nó giống như ô tô luôn. Phanh dầu này, các bạn nhìn để ý cho mình nhá. Phanh dầu này rất là an toàn này. Đây là Shimano này, dùng 8 tầng lip để mình di chuyển một lúc hết pin này. Tay nắm bằng da này. Đây, đây là tay ga này. Ga nó nằm bên tay trái này, làm cho các bạn gạt ga rất là êm ái luôn, rất là dễ dàng này. Bộ này là bộ điều khiển của nó này, cộng trừ này, nút nguồn này, đúng không ạ? Đèn này. Và đây là màn hình của nó này. Nó có chế độ là Sport, chế độ Eco và chế độ Normal, rất là thông minh luôn. Dòng này thì các bạn có thể đạp và nó sẽ sạc ngược cho các bạn luôn. Rất là hay ho trên chiếc xe này nha. Đây. Đấy. NG Pro Aurora. Rất là đẹp đúng không ạ?